Và một câu hỏi tiếp theo, chúng tôi xin được chuyển đến chuyên gia trồng trọt, đó là câu hỏi của khán giả Nguyễn Duy Từ, số điện thoại là 0934 và 3 số cuối là 123, ở tại Đắk Min, Đắk Nông. Khán giả có hỏi là cây nho trồng được 3 năm, hỏi là thời điểm này thì có thể tưới nước cho cây được hay không? Và ngoài ra thì cần phải bón những cái loại phân gì cho cây hay không ạ? Xin mời sự tư vấn của chuyên gia. Vâng, xin chào khán giả, xin chào bà con. Bác đã trồng cây nho thì bác phải nắm được cái quy trình kỹ thuật bón phân cho cây nho. Nghĩa là cây nho chúng ta phải bón phân vào 4 thời kỳ, ít nhất là 4 thời kỳ. Thứ nhất là sau khi thu hoạch một vụ nho thì chúng ta vệ sinh vườn, sau đó thì chúng ta bón, tăng cường bón phân chuồng hoai mục, phân hữu cơ vi sinh và NPK cộng với TE thì càng tốt. Đấy, chúng ta bón một đợt cho cây. Và trước khi cây ra hoa 1 tháng thì chúng ta phải bón một đợt phân nữa. Đặc biệt là phân đạm và kali phải cân đối, không được bón thừa đạm, không được bón thiếu kali, phân kali phải nhiều hơn phân đạm, sau đó đến phân lân. Thế và sau khi cây đậu quả xong chúng ta phải bón nuôi quả, nếu cây thiếu phân thì chúng ta bón thêm một đợt thứ tư nữa, và phải dừng bón phân trước thu hoạch ít nhất là 1 tháng rưỡi. Thì đấy là cái quy trình bón phân cho cây. Thế cho nên bây giờ đến thời điểm mà bác chưa bón phân, để ứng vào thời điểm nào thì bác cần phải bón phân vào cái thời điểm đó. Thế còn thứ hai là bây giờ đang mùa khô ở trong Tây Nguyên, thì nếu như không có mưa mà nó khô hạn quá thì chúng ta vẫn phải tưới bổ sung nước cho cây, nhưng chỉ cần tưới đủ ẩm, không cần tưới nhiều. Chứ còn nếu hạn quá thì nó lại khô quá thì nó chết mất cây. Đấy, cho nên là chúng ta cần phải lưu ý là nho thì là cây sống được ở vùng nắng nóng, chịu được hạn, nhưng mà khô quá thì vẫn phải bổ sung nước. Thế còn sắp tới là đến mùa mưa thì chúng ta cần phải lưu ý là mùa mưa là cây nho rất hay bị bệnh phấn trắng rồi bệnh sương mai. Thế chúng ta cần phải lưu ý phòng trừ kịp thời. Và muốn cho nho sinh trưởng phát triển tốt và có năng suất cao thì bác nên bón phân theo đúng quy trình kỹ thuật, bón NPK cân đối, tăng cường phân chuồng hoai mục, phân hữu cơ vi sinh và phòng ngừa bệnh kịp thời, để cho cây sinh trưởng và phát triển tốt. Và nếu khô hạn quá thì chúng ta cũng cần phải tưới bổ sung nước vừa đủ ẩm cho cây. Thế còn mùa mưa thì chúng ta phải để cho giàn nho thông thoáng và thoát nước thật nhanh để tránh bị bệnh, sợ nhất là bệnh sương mai và bệnh phấn trắng trên cây nho. Vâng ạ, xin được cảm ơn những tư vấn vừa rồi của chuyên gia. Thưa quý vị, thưa bà con, nho được biết đến là một loại cây trồng đặc thù của vùng đất Ninh Thuận. Nhờ trồng nho mà nhiều nông dân tại đây không những thoát nghèo mà còn vươn lên làm giàu. Cùng với sự phát triển từ nhu cầu tất yếu của thị trường, ngày nay thì người dân Ninh Thuận không chỉ bán các loại nho tươi như là nho đỏ, nho xanh, nho đen mà họ còn chế biến các sản phẩm từ nho như là mật nho, siro nho, rượu nho, mứt nho hay là nho khô. Đặc biệt là vang nho Ninh Thuận đã trở thành thương hiệu và đem lại nguồn thu đáng kể cho người dân địa phương. Đây là một trong những điểm thu hút đông khách du lịch trong và ngoài nước tham quan. Ở đây, khách du lịch ngoài việc được thăm thú mô hình trồng nho, còn được thưởng thức các sản phẩm như vang nho, nho sấy khô hay nước ép nho. Chúng tôi đã nhận một cái chuyển giao, đó là sản xuất vang quy mô nhỏ. Và từ đó đến nay, chúng tôi cũng đã có sản xuất vang cho đến ngày hôm nay. Ngoài ra thì tại cơ sở cũng đã có sản xuất một số sản phẩm khác, siro hay là nho sấy, vân vân, để mà đa dạng cái sản phẩm được làm từ nho. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận có khoảng 200 cơ sở chế biến vang nho, rượu nho và các sản phẩm sau nho như siro nho, mật nho hay mứt nho. Nho là loại quả có giá trị dinh dưỡng cao nên ngoài nho tươi, các sản phẩm được chế biến từ nho cũng được người tiêu dùng và du khách ưa thích. Ấn tượng đầu tiên của mình đối với trang trại đấy là vào là quy mô rất là rộng lớn và rất là quy củ và rất là phong phú các loại nho. Đối với lại nho truyền thống rồi các loại nho để làm rượu vang, nho xanh, nho đỏ gì vào nhìn rất thích mắt. Em thấy đây là một cái hướng đi tốt cho nông nghiệp Việt Nam ạ. Mình ăn tại vườn luôn, những cái sản phẩm được chế biến tại nguồn gốc vườn nho luôn đấy chị. Nên cảm giác có một cảm giác vị là rất là được rất là thật chất, tươi ấy chị. Rất là thích. Hiện nay các sản phẩm sau nho của Ninh Thuận đã có mặt ở các siêu thị, nhà hàng, chợ trên cả nước, nhiều nhất là các thị trường lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng.
Hiện nay thì chúng tôi là phối hợp với Hiệp hội Nho và Táo Ninh Thuận để cung cấp các cái thông tin trên các cái phương tiện thông tin đại chúng về các cái sản phẩm của sản phẩm nho Ninh Thuận. Đồng thời chúng tôi có phối hợp với lại các cái đơn vị có chức năng để gắn những cái tem điện tử về truy xuất nguồn gốc để giúp cho người tiêu dùng, đặc biệt là các người tiêu dùng nhận biết được đâu là sản phẩm của Ninh Thuận và đâu là sản phẩm nhái hàng Ninh Thuận. Trải qua bao thăng trầm, cây nho giờ đã đứng vững và phát triển, đóng góp gần 20% tổng giá trị sản xuất ngành trồng trọt của tỉnh, góp phần nâng cao thu nhập cho người trồng nho ở Ninh Thuận. Dạ vâng, giống như nhiều nông sản khác của Việt Nam thì cây nho cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức như là chi phí đầu tư tăng cao, năng suất bấp bênh, thị trường tiêu thụ không ổn định do phải cạnh tranh với hàng ngoại nhập. Chính vì vậy, song song với việc bán nho tươi, việc người dân đang ngày càng chế biến được nhiều sản phẩm nho sau thu hoạch đã giúp họ có thể tìm kiếm thêm được cái nguồn thu từ loại hoa quả này.